Anh em đang cần team Munich hoặc tham gia event hàng ngày liên tục cập nhật trên tiền gì shop. Ngoài ra các bạn để tham gia event hay ho thú vị và cơ hội nhận quân huy free hàng ngày. Đồng thời gặp sự cố sẽ được bồi hoàn lại 100% nhé. Xin chào anh em, em biết rằng khán giả của mình rất quan tâm đến các vị tướng được chỉnh sửa sức mạnh, đặc biệt là khi chúng ta chuẩn bị cập nhật phiên bản mới mùa 19 và nhận được rất nhiều bình luận từ các anh em, nào là tướng nào được tăng giả nè, rồi trang bị nào khỏe, tướng nào hợp meta. Nhưng bên cạnh đó, một vài anh em muốn ép làm về các vị tướng, đa số anh em cho rằng nó phế quá, không muốn chơi, bỏ bê lại vì sự cạnh tranh quá lớn. 108 vị tướng được cơ mà. Nhưng một khi anh em yêu cầu thì em sẽ thực hiện, gửi tới anh em lối chơi, trang bị và cả cách phối hợp team, đồng đội pick gì nè, cái địch chơi tướng ra sao cho hợp lý. Vì không có vị tướng vô dụng đâu, chỉ là anh em sử dụng đúng thời điểm và bậc rank chưa mà thôi. Nào, bắt đầu tìm hiểu ngay. Thứ nhất, Kali. Dạo ở đây, mấy anh Trung Quốc vác Kali vào giải AWC thì em nhận được rất nhiều comment của anh em muốn ép làm về Kali, nó có đáng chơi không ở phiên bản này. Thực tế, sức mạnh Kali đã lâu không có sự thay đổi nhiều. Việc Kali xuất hiện và giành chiến thắng, một phần đã thấy được rằng sự ao trình, chất tướng của Kali bây giờ không quá hợp meta, đầy tướng thay thế và ngon hơn. Cái lối chơi kéo led được khá nhiều anh em ưa chuộng nhá. Vậy nên việc Kali được chơi ở phiên bản này không phải là không có cơ sở. Kali sẽ rất là mạnh khi có đầy đủ trang bị và phát huy tối đa khả năng gánh team của mình, khắc chế mạnh đội hình kẻ địch có nhiều vị tướng tay dài nè. Hoặc là nếu team của bạn ấy có lợi thế ép sớm ép khỏe mà anh em ăn được vài mạng thì với chiêu cuối anh em để cùng team lăn cổ tuyết áp lực lên trụ kẻ địch liên tục. Chiêu cuối có lượng sát thương cao nè, khả năng khép góc và tầm sử dụng siêu xa nên cực kỳ bá đạo luôn. Từ giữa trận đã có khả năng dọn lính thủ trụ rất ghê rồi. Dọn lính nhanh thì khỏi nói rồi, vận dụng ngay chiêu một và đòn bắn tay. Cuối game, khi các bạn đã có đủ trang bị ấy, thì chuối Kali hồi cực nhanh, vừa xấy xong, chục giây hơn các bạn lại có thể xấy tiếp. Nếu cướp hoặc là xin được bột xanh thì quá tuyệt vời. Về cái lối chở Kali không khó nhá, nhưng anh em chú ý rằng con này cần bảo kê, cần giữ vị trí và di chuyển phải thực sự chú ý. Tích cực đánh thường này, đánh thường rất là mạnh, sẵn sàng lấy trụ giúp team nếu xạ thủ ngáo. Khả năng công thủ trụ thì tuyệt vời rồi, đặc biệt là những pha công trụ anh em dọn lính nhanh xong bằng chiêu bột nè. Chờ lính gần vào đến trụ, anh em bật ngay chút cuối là xấy được, khiến kẻ địch phải tàn ra nè, tạo điều kiện cho đồng đội có thể lao vào. Nó gần giống chiêu cuối Malok đó, khém góc rất khỏe. Nếu team có Malok Kali để băng xả, giao tranh không hề tệ. Anh em ưu tiên ở trang bị nhà rêu chiêu nè, chiêu bùng nổ, vương miện, khả năng làm chậm một triệu băng. Địch lắm sát thủ là anh em phải có cầu băng xương sớm nhé. Gặp sát thủ kẻ địch hỏi thăm, bật ngay chiêu 2, đặt chiêu 1 dưới chân, đánh tay và cần sử dụng ngay cầu băng xương và sau đó là cầu may mắn thôi. Chúng ta sử dụng thần quang, nâng mắt chiêu 2 và cài mắt nhất bổ chậm tốc biến. Nhớ nhìn xem team địch pick gì, bọn nó quá cơ động ư hoặc là lắm tanker thì nên cân nhắc chữ pick nhé. Còn nếu kẻ địch lắm tên dài và các bạn nào muốn kéo lết tí thì chơi ngay thôi. Thứ hai, Tara. Gần đây em gửi đến cho anh em thông tin đó chính là Tara sắp tới có thể được tăng sức mạnh khi mà chiêu 2 loại bỏ cái lượng sát thương tối đa lên quái rừng là 200 điểm. Còn gà quy định tăng hay không là phải chờ nhé. Hiện tại Tara ít nhiều sẽ có anh em chơi ở nhiều vai trò khác nhau. Đương nhiên bây giờ anh em đi solo ấy thì vẫn khoái bọn làm gọn ăn lẹ hơn, từ Zuka đến Airi, Faro quá trời lựa chọn. Nhưng nếu muốn vực dậy Tara thì ta phải chơi sao đây? Ở giải Tara từng được xuất hiện trong vai trò đi rồng đối đầu có bị tướng xạ thủ vác hẳn gầm thét đầy quẩy, đó là ở bên Thái. Còn nếu anh em lên cái món trang bị càn quét mạnh, lại còn cò quay chống chịu đốt sát thương khỏe như là áo lửa nè, phun nhâm thạch, đao truyền giúp chờ lần ra và giao tranh tổng như là chống người, có một giáp thì cứ phải là mời mấy anh ăn hộ cái. Đặc biệt hơn là cái lượng sát thương cô nàng này có thể gây ra là từ cái nội tại nhá, càng ít máu đam càng to. Đây cũng là cái mẹo anh em ít máu thì lấy trụ sẽ nhanh hơn. Vì Tara quá dễ chơi nên anh em chú ý cho S cách tiếp cận giao tranh. Tara dễ bị thả diều bởi vị tướng có độ cơ động như kiểu Cavalry HT. Và đi đường ấy, anh em mà gặp bọn Phở Đo đứng bộ Aeron ấy thì nhớ lên đao chiêu hồn thật là sớm nhé, giúp anh em thể dễ chơi hơn. Vận dụng chiêu 2 cấu rỉa gây sát thương chuẩn đâu nào, sử dụng chiêu 1 để giúp về an toàn, chơi rỉa thôi. Còn nếu gặp kèo khó thì chúng ta không cần phải solo với non gì cả, dọn lính thờ nhanh và đảo gank sớm là được. Còn cho tranh, anh em nhớ là khép góc chủ lực kẻ địch, ôm cho nó cứ được bắn là ok, câu kéo và hút đam. Đồng đội Tara đây là các vị tướng băng xả và khỏe ở giao tranh. Hơn hết, Tara mà chưa ôm đam ấy thì team phải có lượng sát thương xả đằng sau khỏe thì mới hiệu quả được. Chứ toàn pick mấy vị tướng không sát thương là toang à. Tận dụng nội tại và chú ý sử dụng chiêu cuối hợp lý giúp người chơi Tara có thể tạo ra pha câu kéo hút đam và ao chiêu bất ngờ kẻ địch. Đương nhiên rồi, đang solo đúng nào? Máu thấp gây đam thì to, bật chiêu cuối có thể tồn tại trong tranh và ao kẻ địch dễ dàng. Nhưng nhớ là cẩn thận bọn lượng sang chuẩn và bắn phần trăm máu đấy nhá. Chúng ta sử dụng một giáp, nâng mắt chiêu 2 và cài máu thứ nhất bổ trợ gầm thét. Gầm thét bản này rất là ngon và hợp, nó tăng kháng ứng nè, hồi phục theo phần trăm máu cực ngon, hợp với chiêu cuối Tara, đồng thời thêm một chút lượng sát thương. Còn anh em nào không quen ư, có thể cầm tốc hành nhé.
Thứ ba, Omen. Anh em có thể rằng Omen đang có số phận không được mấy suôn sẻ trong thời gian gần đây và bị nhiều anh em đánh giá là Omen out meta rồi, thế rồi, 2021 rồi, chơi Omen làm gì? Và nhiều anh em hỏi ép là chơi Omen hiện tại dùng phi hiệu gì và chơi đồ ra sao? Những con bài nổi trội ở solo như là Pro ID, Rubo hoặc đơn giản hơn đó chính là Zuka, hay kể cả là con bài thay thế Omen là Emery đang khiến tỷ pick Omen suy giảm đáng kể. Đi solo Omen sẽ cần có các trang bị giúp quý vị tướng này để có thể tối đa sức mạnh. Lối trang bị Omen gồm những trang bị có thể công thủ phối hợp như là kiếm Phân Yên, kiếm thất truyền, thuẫn nhâm thanh, giáp A rồi kể cả là giáp thống khổ. Bộ trang bị này giúp anh em băng cản dưới ân em, đỡ bị cấu đỉa khi kẻ địch có vị tướng tay dài. Còn bây giờ anh em đi solo nhá, đa số là toàn bọn hút hoặc là hồi máu khủng thôi, nên các bạn cần phải lên đao trường từ sớm. Nhưng tốt nhất là anh em nên pick Omen khi kẻ địch ít có vị tướng cơ động. Chứ cơ động quá ấy, nó dễ thả diều anh em này, dễ né chiêu và chúng ta hơi bị khó chơi. Đặc biệt như là kẻ địch chơi Lavi đi, phải chọn thời điểm trước cuối hợp, còn nó out chiêu ngay. Và trong team cũng nên kết hợp với đội hình có khống chế này, giúp anh em dễ dàng bắt mục tiêu. Vì chiếc cuối Omen bây giờ mà chơi chiếc cuối tốc biến thì để trượt hơi cao nên phải căn đo cẩn thận. Ở giải thì combo bắt người Omen Roshi thì cũng đang rất hot, anh em thử đi. Đặc biệt là các sát thương dồn đam nhanh, tận dụng khả năng câu kéo và bắt lẻ của Omen như là cây nắc, ngộ công, Aoi sẽ lại cực kỳ hợp lý. Chiêu thức của Omen cần phải canh thời điểm, định hướng chiêu tốt. Nếu anh em canh chiêu hay không đúng thời điểm sẽ phải chịu hàng tấn sát thương. Hoặc là chiếc cuối bị trượt thì anh em đã khiến team thất thế cho tranh rồi đó. Chúng ta sử dụng mộc giáp hòa đấu khí, nâng mắc chiêu hay, cài máu tốt nhất, bổ trợ tốc biến. Các bạn Omen còn chơi được. Nhưng nói đi phải nói lại, Roshi bây giờ chơi còn nhiều hơn Omen và anh em thích chơi sát thủ bắt chủ được kẻ địch hơn rồi. Không thì sẽ chơi một vị tướng hồi phục khỏe mà em từng kể cho anh em bên trên đó. Nên khi anh em muốn pick thì vẫn ok thôi, nhưng lối chơi là ôm đam cùng team bắt chủ được kẻ địch là chính. Thứ tư, Guido. Mặc dù bây giờ nội tại ở Guido khi kích hoạt hồi sinh không còn bị trừ song giáp ở bản quý quang, nhưng đó là chưa đủ. Đúng nghĩa con ghẻ luôn anh em, ở 3 server nhá, tỷ lệ pick ở tanker chỉ ở 0.1% mà tỷ thắng 44%. Cả hai chỉ số đều siêu siêu thấp. Vậy nên khi team chọn Guido thì anh em sẽ rất là lo lắng, không biết là dân pro hay là chọn xét tướng phá game đây. Em đã chia sẻ cho anh một vài cách chơi của Guido. Đi top cầm tốc hành, lấy trang bị thiên hướng đốt sát thương như là áo lửa, áo băng, đừng lên thuần chống chịu sẽ khiến cho Guido trở thành bao cát thôi. Guido đi solo ấy, chúng ta có hai lối trang bị semi và full dam. Như lên full dam ấy thì team phải có nhiều khống chế một chút giúp Guido, nhưng ép vẫn khuyên anh em ưu tiên chơi semi nhiều hơn. Chứ full dam ấy, khi có thế để ép thì sốc đam ngon đấy, nhưng rất nguy hiểm. Vì anh em phải biết rằng nội tại Guido kiểu hai mạng phê thật, nhưng mà khi bị hạ mà có được đội cạnh bên thì cực phế. Và với đồ điều Guido, nhiệm vụ anh em đương nhiên là băng xả và sốc đam trừ kẻ địch rồi khi các bạn lên đam. Còn nếu đi trợ thủ Guido sẽ hút đam khép góc rất là ghê, và với cái lối trang bị ôm đam cho team nhé. Thế nên team phải thật nhiều sốc đam băng xả như kiểu ký nạc Aoi Zuka ở đằng sau. Bọn xạ thủ phải có đam một chút thì mới có thể chất chơi được cùng Guido khi mà có người hướng đam rồi, mà không có người dồn đam thì toang. Và với chiêu 1, Guido cường hóa 3 đòn liên tiếp, riêng đòn thứ 3 ư có năng khống chế tuyệt vời, nên các bạn hoàn toàn có thể kích hoạt 2 lần trước, sau đó tới ra tranh đánh lần 3. Và khi các bạn có thời gian ở chiêu ngon nè và nâng cấp chiêu tuyệt vời thì chiêu 1 của anh em có thể dùng liên tục, khi các bạn có thể từ từ tích sử dụng từng lần chiêu 1 kết hợp cái nội tại chút cuối, anh em gây thương như một cái áo lửa quá tuyệt vời đúng không nào. Và chiêu cuối của Guido cực kỳ quan trọng, không chỉ là gây khống chế ở diện rộng mà nó còn giúp cho Guido khi vận công lên anh em không bị khống chế, là một chiêu ao các vị tướng khống chế tuyệt vời đâu nào. Hút đam khép góc nè, ai mà chả sợ chiếc cuối khó chịu của Guido. Sử dụng ngay phù hiệu mộc giáp hỏa đấu khí, nâng mắc chiêu 1 và cài mắc nhất bổ trợ tốc hành nhé. Chơi Guido chắc chắn không khiến anh em thất vọng đâu, nếu mà team có cái yếu tố bên trên. Thứ năm, Aiza. Sau đợt gia tăng sức mạnh đáng kể ở phiên bản trước thì con bài này vẫn chưa xứng đáng được nhiều anh em chơi. Tuy nhiên để chơi Aiza leo rank, anh nghĩ rằng anh em cần phải nhớ một vài điều. Đầu tiên là việc Aiza đang rất là đa năng về vị trí, các bạn có thể vác đi đường mid nè, đi trợ thủ đều được. Điểm mạnh vị tướng này thể hiện rõ rệt nhất ở dạng đầu và giữa trận, khi đó tín hiệu cực trâu nè, cực khỏe, chẳng khác gì một vị tướng thứ 6 trong đội hình. Aiza mạnh cái khoản cướp phá rừng ở những cấp độ đầu, những chất tướng đầu xin sát thủ đi rừng tay ngắn ở dạng đầu game như bọn Triệu Vân, Ngộ Không, Kiến Nắc, Aiza mà vào quẩy thì đến khổ. Anh em mới cho tín đi đánh rừng địch thì bọn nó máu đâu mà pha đúng không nào. Rank cao đồng đội nó phụ thì không nói, chưa cuối mùa rank cao rửa được xuống ư. Rừng địch mà lẻ lo một mình thì xác định toàn về Aiza nhá, cướp cả bùa cả mạng kẻ địch luôn. Nên cả đồng đội là vị tướng sớm khỏe ở đầu và giữa game, nếu thì ép rừng ép đường liên tục, đó là mấu chốt. Mẹo cho Aiza là tận dụng sức mạnh tín đi ở dạng đầu trận, dọn lính thả nhanh, đào đường ganh hỗ trợ đồng đội hoặc là cướp rừng, nhưng nhớ là đừng ra tranh quá thứ người nhé.
chiêu ai không hẳn chỉ là kéo về, tạo giáp ảo hay là khống chế, tăng tốc chạy mà còn giữ tín hiệu khi anh em rỉa, hoặc là tín hiệu khi bằng trụ, anh em ném trụ một đi, hoặc là trụ cuối thì phải có chiêu hai dự phòng để kéo tín hiệu về, hoặc là phạm vi đủ xa để không mất pet. Chính nhờ chiêu hai này mà anh em đưa pet lên ôm đam nè, hút đam hoặc là băng xả trụ cực kỳ dễ dàng luôn. Khi pet thấp máu kéo về trong sự bất lực của kẻ địch, giao tranh khi nào thực sự cần ấy thì bạn mới vận dụng chiêu hai. Chỉ khi ai xa bị kẻ địch tiếp cận thì mới kéo pet về để khống chế hoặc là hồi phục cho pet chúng ta. Thời gian pet phi về là vô địch, không bị chịu thêm lượng sát thương, nên các bạn có thể tận dụng điều này để thả thính. Anh em hạn chế để mất pet nhá, ai xa không có pet là ngấy không thả được mà. Lối chơi chủ đạo ai xa vẫn là cấu rỉa và chăn thả thôi. Đặc biệt là bọn cận chiến mà không cơ động ấy rất hay bị ai xa chăn thả khó chịu. Hay là quý vị tướng kiểu con Grack thích kéo ư, các bạn để vận dụng pet để chắn cho bản thân mình hoặc đồng đội nhé. Team mà pick ai xa đi đừng biết nè, thì tài nguyên cho rừng là rất nhiều. Còn ai xa trợ thủ ư thì thằng xạ thủ đừng có pick mấy con zone này theo nhé. Nên pick các vị tướng tự lo được nhà Heate, Zokel, Su một chút sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Kẻo đến lúc đấy lại kêu sao không bảo kê. Khi mà ta chơi ai xa theo lối rỉa đam thì các bạn nên nhìn kẻ địch xem. Kẻ địch mà pick ít các vị tướng có chi thức lướt qua địa hình thì là tuyệt vời. Khi gặp bọn lướt địa hình là hơi căng đấy, mà gặp bọn kiểu không lướt địa hình như kiểu bọn Chrissy rồi mấy con kiểu như Cam đi thì rất là ok. Chúng ta sử hiệu thần quang là thánh thuấn, nâng mắc chiêu 1 và cài mặt thứ nhất bổ trợ thông hành. Và đó là vị tướng đang bị nhiều anh em chê là phế hoặc là Amita. Vậy nên hãy thực hiện theo yêu cầu của nhiều anh em bình luận luôn. Thứ hai là thực hiện để nếu anh em muốn chơi sẽ có lối chơi rõ ràng cho bản thân hơn. Bởi không có vị tướng vô dụng đâu, chỉ là anh em đã pick hợp đội hình chưa. Và khi thấy đồng đội pick các vị tướng bên trên thì anh em đã pick tướng phù hợp đúng chưa nhé. Anh em thắc mắc hay là yêu cầu gì bình luận ngay dưới clip nhá. Xin chào lại anh em ở clip lần sau. Anh em ơi, SB giờ tham gia ứng dụng TikTok. Vậy nên nếu bạn nào tham gia ứng dụng này, theo dõi anh S nhé. Link ở phần mô tả, các bạn cần click thôi sẽ được cập nhật thông tin mới nhất siêu ngắn gọn. Tham gia ủng hộ S nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.